Ờ, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình à, Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video Để um, uh, cập nhật thêm cái tình hình của cái sàn Remitano uh, Có cái liên quan tới cái đồng VNET uh, Từ hôm qua giờ list sàn uh, Tuy nhiên thì um, Cái uh, app của Remitano ấy nó Cái lượng truy cập quá tải cho nên là nó không có thể vào được uh, Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến anh em cái cách nhé, vào uh, web nhé ở như vậy thì trước hết là ở trên app ấy Anh em nào đã có app thì xóa app đi Hiện nay app nó không ổn định đâu cho nên là Nhiều khi chúng ta giao dịch buôn bán Swap qua đồng UST hoặc là Nó rất là khó Thì bây giờ anh em cứ vào Google đi Anh em Vào cái Remitano cho mình Đó Xong rồi anh em vào cái chữ Remitano.com nhé Remitano.com này Đó Hủy đi Bấm hủy Đó. rồi anh em vào ba gạch ở trên góc phải này đúng không ạ à. vào ba gạch trên góc phải thì anh em đăng nhập ở đây thì mình đăng nhập rồi để mình đăng xuất ra để mình sẽ hướng dẫn lại cái này mình sẽ đăng xuất ra trước rồi đăng xuất đi do mình đăng nhập trước rồi giờ nó lưu rồi rồi bây giờ anh em đăng nhập vô này đấy bấm vào đăng nhập đăng ký này À, đăng nhập bằng google đi đăng nhập bằng google cho nó nhanh Đấy. rồi vào email web thì nó khá mượt à. rồi ở góc ở góc trên cùng ba chấm ấy, góc trên cùng góc phải ba chấm này anh em vào ba chấm này Xong anh em vào thêm vào màn hình chính này Đó thêm vào màn hình chính thì nó cũng giống như là một cái app thôi Hiện nay thì app nó đang, đang lag lắm Cho nên là anh em chịu khó Không là lỡ mất cái Renex à, Nhiều khi anh em muốn chay Tức là muốn Muốn chay hoặc là muốn muốn mua hoặc là Mình lưu là Renex nhé Muốn mua hoặc muốn bán Muốn swap sang xăng. À, đây, bây giờ mình sẽ thoát ra này. Đấy, đây có chữ Renet ở đây, mình bấm vào Renet này. Thì nó cũng giống như app vậy thôi. Tạm thời chúng ta sẽ dùng tạm. Rồi. Đó. Như vậy là cả cái... new web thì nó đang khá là là mượt. Đấy. Ở đây thì anh em có thể vào swap luôn. Và mua bán ở trên này được luôn nhé. Không có phải lo lắng nhé. Đấy. Ví dụ mình đang có 18 đồng này. Hiện nay thì giá của nó là 2.3 đô. À, mình nghĩ đến một hai ngày nữa nó sẽ còn tăng. trước khi tới khi thứ bảy. Tức là ngày mai, nếu như ngày mai á là cái lịch mở khóa một số cá mập mà họ tức là những người mà đào trước ấy, những người đào trước thì họ có thể là 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 là, là được mở khóa nhiều này. Thứ hai á là cái người mà họ căn họ mua được cái giá giá 0.3 đô thôi. Thì bây giờ họ đã lời rất nhiều rồi Và có thể họ xả ra à, Như vậy thì à, Giờ 2.3 Mà nếu anh em mà mua vào thì nó hơi Theo mình nghĩ thì nó vẫn hơi cao Tùy nhá tùy anh em mình không có khuyên đâu Nhưng mà tùy anh em Tùy cái việc mua bán à, Nếu bạn nào mà muốn Tại vì cái đồng RENEC này nó sẽ là làm phí Làm phí giao dịch cho cái sản Remitano trong tương lai Nếu anh em mà muốn Mua một ít để đấy Để làm phí ấy, thì cũng được là chúng ta sẽ theo mình nghĩ thì họ sẽ sẽ sử dụng như thế thì cái đồng net này nó mới có giá trị Vậy thì khi mà bạn muốn rút này hay là muốn swap này có khi là phải là sử dụng cái đồng net trong ví phải có RINET thì các bạn mới swap được đó là theo quan điểm của mình nên là anh em nếu mà không có nhiều thì chúng ta mua đôi đồng được cứ để đấy chẳng ảnh hưởng gì lên thì lên mà không lên thì kệ nó bởi vì nó nếu mà làm làm phí thì mình buộc phải sử dụng cái sàn Rinet thì phải buộc phải mua thôi. Đó, còn những họ cá mập họ có nhiều tiền thì họ mua nhiều. Họ mua nhiều thì khi mà giá lên cao họ sẽ xả xuống. Như vậy anh em mình căn thôi. Và ngày mai mình nghĩ ngày mai là cái lịch mở khóa. Không biết mấy giờ nhưng cái lịch mở khóa là vào ngày mai. Thì khả năng là họ cũng sẽ xả nhiều đấy. Nếu với giá này. Đó, như mình thì có 18 đồng mình để đại. đấy có 42 đô. Kệ. Hôm qua mình mua được giá 0.8 Mặc dù nó cũng khá lời là nó mình bán thì vì nó cũng chẳng có được bao nhiêu cả. Theo quan điểm của mình thì như thế. Đấy, trong này thì đấy, bạn các bạn cứ sổ cái ba gạch này ra này. Sổ ba gạch trên góc phải này ra các bạn sẽ có tất cả ở đây, ví dụ như trong ví này. Đó, tổng thể này ví đó. Đó. Đấy. Tổng là có 18 đến là có sẵn thôi. Còn 306 nó bị khóa hết rồi. À, một số anh em có nhắn là đào thì đã được ít rồi mà còn bị khóa nữa à, rồi vào không vào mua được thì cũng rất là tiếc vì là cái app nó 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 nó, nó, nó truy lượng truy cập nhiều quá cho nên là app nó đơ luôn nó không vào được, nó bị lỗi khả năng là sẽ có một cái bản cập nhật mới anh em chờ hiện tại thì cứ dùng cái web cho nó web thì thực ra thì nó cũng rất là trơn tru mà và chúng ta cũng mua bán bình thường không có vấn đề gì cả đấy như mình là mình được đây hôm qua mình mua 15 15 đồng này. cái lịch sử giao dịch này như thế nào. Rồi đây. Đó. Hồi cứ để đấy thôi. Đấy. Ở trên này thì có tất cả các cái mục các bạn cứ vào. Đấy, chủ yếu chúng ta sẽ swap thôi. Cái mục swap này thì các anh em muốn swap đồng nào thì đổi đồng đó. Nhấp vào ví dụ ở trên này là Renex này hoặc là đổi ngược chiều thì có cái mũi tên đấy Đó, cho nó nhanh đâu phải tìm Đó, có thể ở đây các bạn thích đặt giá đặt nào đặt Đó, hiện nay giá đấy ví dụ mình đặt 5 đô đi chẳng hạn đúng không mình đặt một gì nét là 5 đô à, thì bắt đầu xem là, là mình mình sẽ đặt thôi giá thị trường thì có sẵn đấy. Tuy nhiên vào cái thời lượng này á, thì cái trượt độ trượt giá nó rất là cao cho nên khả năng mua khớp lệnh là cũng hơi hơi khó Hôm qua mình phải mua là đâu cả 10 lệnh ấy nó mới khớp ấy Chứ không đơn giản đâu Không khớp trượt hết hoài ra Tại vì cái độ trượt giá của nó cao á Biên độ á Cho nên là nó khó mua ở chỗ đấy Đó Rồi Thì để tạm thời mà anh em sử dụng cái sàn ấy thì mình có làm cái video nhanh như vậy để anh em nắm bắt đó, thì video đến đây là kết thúc Cảm ơn anh em đã theo dõi Nếu như anh em nào thấy video này có ích, có hay Thì có thể chia sẻ cho nhiều bạn bè biết Đồng thời là, là ủng hộ kênh của mình thì đăng ký kênh Và nhấm vào chuông để nhận các cái thông báo mới nhất Cảm ơn anh em rất là nhiều